vườn chuối nuôi cấy mô tại Tây Ninh. Cơ bản tổng thể thì vườn chuối này nhìn cũng khá là đẹp. Tuy nhiên về cái kỹ thuật bón phân hữu cơ và chăm sóc thì nó có nhiều vấn đề. Vấn đề như thế nào thì mọi người, anh em nếu mà trồng chuối sành thì có thể nhìn thấy ha. Thứ nhất là bón phân sai kỹ thuật ha. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng quyết định đến năng suất của cây. Thứ hai là tỉa bắp chuối. Khi mà chúng ta thấy chuối nó ra trái rồi, giai đoạn tuổi nó đủ, chúng ta nên cắt cái bắp chuối đi, chứ không có nên để bắp chuối như thế này, nó sẽ mất sức ha. Rồi mình sẽ đi dạo một vòng cho mọi người xem ha. Xin nhắc lại đó là cái vườn chuối giống nuôi cái mô tại Ninh, Tây Ninh. Cơ bản đất ở đây cũng khá là tốt. Cụ thể là cái phần của cái con dung đất cũng khá là nhiều nè. Sợ đổ cây người ta buộc dây rồi. Dây xanh xanh ta sợ đổ nghiêng, người ta buộc lại cho nó cố định rồi. Thì giai đoạn cây nó lớn thì chắc chắn là trái nó sẽ to. To thì nó sẽ rất là nặng. Tại sao tôi nói đất ở đây nó tốt thì mọi người có thể xem phía dưới nè, phần của trục đất khá là nhiều. Đây, chứng tỏ là cái nền hữu cơ ở đây, dinh dưỡng đây ổn, ổn định. Hàng cách hàng thì khá là tốt, nhưng mà cây cách cây khá là dày nè. Tổng diện tích khu vườn này là 3,5 hecta. Bắp chuối. Bắp này chuẩn bị cắt ha, cây nó chuẩn bị chúng ta cắt bắp chuối này có thể bán để làm rau. Rồi, xin cảm ơn mọi người.